Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình giới thiệu cho cả anh em tham gia một chương trình hãy góp nhận 100 token của sàn CodeCareSwap để tham gia giao hôm nay. Các bạn click phần link mô tả của video của mình, mở Telegram để tắt chatbot này bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn click trang các bạn BMRC. EZ2 A8S và bấm vào continue. Nhiệm vụ đầu tiên là bạn join kênh group kênh seller này bạn. Bạn mới đáp lại. Kênh channel thì tờ Twitter thì các bạn follow các bạn. Tới tờ Twitter thì bạn follow và tờ Twitter nữa. Tờ Twitter các bạn theo dõi nè bạn. Like và tờ Twitter bị giới game từ sàn có swap nè. Có kia swap. Mình test lại các bạn mới đáp lại nè bạn. Mấy các bạn gì là quá đời. Tiếp tục Facebook thì bạn like và follow nha các bạn. Fan Facebook thì các bạn nhấn thích nè. Xuống mà viết của nó các bạn nhấn thích luôn các bạn. Đây là một sàn giao dịch. Giờ mắt tôi cần xe Google Map. Chờ bạn like các bạn. Cái này thấy khá là ngon lắm bạn. Bạn chia sẻ công khai nha các bạn. Rồi tiếp tục còn mới đáp lại. Bạn submit đi tên nha bạn, bạn nhấp vào hình nội dung nè. Tiếp tục bấm đơn. Tiếp tục bạn gửi đường link profile từ Twitter mình nha các bạn. Bạn mở từ Twitter của mình, các bạn vào trang cá nhân các bạn bấm vào một chia sẻ, các bạn gửi đường link từ Twitter cho mình cho bot nha bạn. Tiếp tục thì đường link profile Facebook nữa bạn. Thì bạn nào không biết lấy đường link profile thì có cái video hướng dẫn các bạn lấy profile nha các bạn. Dưới video của mình các bạn. Bạn copy nè. Cho tất cả các bạn mới làm ai đớp. Tiếp tục bạn gọi địa chỉ BNB Smart Chain Back 20. Các bạn mở địa chỉ chocolate ra, các bạn copy địa chỉ khai thác mình hoặc là BNB Smart Chain các bạn. Hoặc các bạn copy chỉ BNB Smart Chain các bạn. Mình sao chép lên các bạn. Bạn cho bot tiếp tục các bạn. Giá như đây mình ở cho bot nè. Tiếp tục bán dot 3 nè. Các bạn sẽ nhận được 100 token code nè. Cái này bạn chỉ lên ghép mình share cho một bè và người thân kiếm thêm token nha các bạn. Vậy video mình ở đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.